này thiện hiện nên biết bốn tịnh lự đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng đối với chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ này thiện hiện nên biết tám giải thoát đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ tám thắng sứ chính định thứ đệ mười biến sứ cũng đối với chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ này thiện hiện nên biết pháp môn giải thoát không đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng đối với chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ này thiện hiện nên biết bậc cực hỷ đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân cũng đối với chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ này thiện hiện nên biết năm loại mắt đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ sáu phép thần thông cũng đối với chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ